đầu tiên cho cả nữ giảng viên gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và theo như tuyến hành trình, đoàn mình vừa vượt qua 570m dưới tán rừng nguyên sinh của núi rừng Trường Sơn và hiện tại đang dừng chân trước cửa đồng Thiên Đường. Nơi đây có độ cao 360m so với mực nước biển, nằm cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 60km về hướng Tây Bắc và cách nhánh Tây đường mòn Hồ Chí Minh 3,5km. Đồng Thiên Đường được nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được chính thức siêu nén cô công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 5 tháng 7 năm 2003. Dựa trên tiêu chí về địa chất địa màu là minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển của lớp vỏ trái đất cách chúng ta ngày nay khoảng 350 đến 400 triệu năm. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với tổng diện tích 85.754 ha và được chia làm 3 phân khu chính, đó là phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu dịch vụ hành chính. Và Đồng Thiên Đường thuộc phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với tổng diện tích trên 17.449 ha. Vâng, kính thưa quý đoàn, bây giờ chắc hẳn quý đoàn chúng ta rất tò mò và muốn biết được rằng ai là người đầu tiên phát hiện ra hang Đồng Thiên Đường và tại sao lại có tên gọi như vậy. Vâng, vào đầu năm 2005, một người dân địa phương tên là Hồ Khanh, quê ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong một lần đi vào rừng, ông đã tình cờ phát hiện ra một hang động đẹp tuyệt mỹ, nằm ngay trong lòng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Và thông tin về hang động mới này đã thu hút các nhà nghiên cứu hội hang động trong và ngoài nước. Và đến cuối năm 2005, hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh, đứng đầu là tiến sĩ Howard Limbert làm trưởng đoàn, đã khảo sát hang động Thiên Đường. Sau một thời gian làm việc, đoàn thám hiểm đã công bố những kết quả hết sức bất ngờ. Đó là Đồng Thiên Đường có tổng chiều dài 31,4 km, chiều rộng dao động từ 30 đến 100m và nơi rộng nhất là 150m. Còn chiều cao trung bình tính từ đáy đồng lên trần đồng cao khoảng 60m và có những điểm cao tới 100m. Nhưng chính vì ngỡ ngàng trước những khối thạch nhũ muôn hình muôn vẻ và có cấu trúc kỳ vĩ ở trong hệ thống hang động, nên các thành viên trong đoàn thám hiểm đã đặt tên là Thiên Đường và Đồng Thiên Đường đã có tên gọi từ đó. Vâng, để tiếp tiền tham quan Đồng Thiên Đường, xin kính mời quý đoàn chúng ta hướng tầm mắt nhìn lên sơ đồ mặt cắt ngang tuyến tham quan. Theo như trên sơ đồ, hiện tại đoàn mình đang dừng chân trước cửa đồng. Cửa đồng với diện tích chỉ 4,2 m² thôi, nhưng bên sau cánh cửa nhỏ bé này là cả một không gian bao la rộng lớn. Vào tham quan Đồng Thiên Đường, đoàn mình sẽ hành trình trên hệ thống cầu thang gỗ với tổng chiều dài xuyên suốt lòng đồng là 1 km. Vâng, và dọc cầu thang gỗ thì các nghệ nhân tập đoàn Trường Thịnh đã bố trí những chiếu nghỉ hết sức rộng rãi, là nơi đoàn chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi và chụp hình lưu niệm. Còn trên đây là sơ đồ tổng thể hang động Thiên Đường, tổng chiều dài 31,4 km. Và hiện tại đoàn chúng ta sẽ tham quan 7 km để xuất phát từ cửa đồng ở điểm này, và chúng ta sẽ kết thúc tại điểm này. Vào những giếng trời đầu tiên, mình sẽ quay trở ra lại con đường này để kết thúc hành trình tham quan. Và lời cuối cùng, hướng dẫn viên xin kính chúc quý đoàn có một chuyến tham quan vui vẻ ở Đồng Thiên Đường ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.